Chào em, ở video này chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập 7, trang 179. Một tiểu đội có 10 người được xếp ngẫu nhiên thành hàng dọc. Trong đó có anh A và anh B, tính xác suất sao cho câu A, A và B đứng liền nhau. Mình làm câu A nữa ha. Thì thông thường những cái bài mà tính xác suất á, là việc đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm số phần tử của không gian mẫu, đúng không? Bởi vì số phần tử của không gian mẫu này chúng ta sẽ xài chung cho những cái câu sau. Cho nên trước khi đi vào câu A, chúng ta sẽ tính số phần tử của không gian mẫu. Thì bây giờ chúng ta sắp xếp 10 người ha, sắp xếp 10 người này thành một hàng dọc. Thì rõ ràng là số phần tử của không gian mẫu là 10 giải thừa, đúng không? Số phần tử của không gian mẫu chính là 10 giải thừa. Việc sắp xếp 10 phần tử này theo một cái thứ tự ha. Rồi bây giờ mình đi vào câu A ha. A và B đứng liền nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ gọi U là biến cố A và B đứng liền nhau. Gọi U là biến cố A và B đứng liền nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính số phần tử của biến cố U, đúng không? Ha. Số phần tử của biến cố U. Thì mình thấy rằng nè, bây giờ mình muốn xếp sao cho anh A và anh B đứng liền nhau. Thì cái cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ làm hai bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ xếp anh A và anh B đứng cạnh nhau trước cái đã ha. Anh A và anh B đứng cạnh nhau trước. Cái này có hai cách, đó là anh A đứng trước anh B đứng sau, hoặc anh A đứng sau anh B đứng trước. Mình có hai cách để xếp anh A và anh B đứng liền nhau trước. Rồi sau đó mình mới giả sử mình buộc lại ha, mình buộc anh A và anh B lại với nhau. Rồi lúc này anh A và anh B mình gọi là anh AB với lại 8 anh còn lại là 9 anh, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ sắp xếp 9 anh này thành hàng dọc. Được chưa? Thì mình có 9 giải thừa cách, đúng không? Được chưa? Cho nên là kết hợp hai bước này thì chúng ta sẽ có là số phần tử của biến cố U sẽ là 2 nhân cho 9 giải thừa. Các bạn hiểu không các bạn? Chúng ta sắp xếp anh A và anh B đứng gần nhau trước. Thì mình có hai cách, A đứng trước hoặc là B đứng trước, hai cách. Sau đó buộc anh A anh B lại với nhau và xếp chung với 8 anh còn lại ha. Thì 8 anh này với anh AB là 9 anh ha, cho nên là mình có 9 giải thừa cách. Được chưa? Rồi từ đây mình sẽ tính được là xác suất của biến cố U thôi. Và theo định nghĩa, xác suất của biến cố U sẽ bằng số phần tử của biến cố U chia cho số phần tử của không gian mẫu ha. Và số phần tử của biến cố U chúng ta vừa tính đây, 2 nhân 9 giải thừa, số phần tử của không gian mẫu là 10 giải thừa. Các bạn đừng có vội lấy máy tính bấm nha, mình tập tính tay cho nó quen, nó sẽ rất là nhanh thôi, không có lâu như các bạn nghĩ đâu. Thì mình biết rằng là 10 giải thừa sẽ bằng 10 nhân cho 9 giải thừa, được chưa? 10 giải thừa là 10 nhân cho 9 giải thừa. Thì 9 này với 9 này chúng ta rút gọn hết, đúng không? Chúng ta còn lại 2 phần 10. Và rút gọn nó chính là bằng 1 phần 5. Vậy mình kết luận thôi, đúng không? Được chưa? Vậy xác suất sao cho A và B đứng liền nhau là 1 phần 5 ha. Thì ở đây là mình nói là xác suất của biến cố U. Còn bây giờ mình kết luận lại cho người ta ha, xác suất sao cho A và B đứng liền nhau là 1 phần 5. Rồi câu B. Trong hai người đó có một người đứng ở vị trí số 1 và người kia đứng ở vị trí cuối cùng. Thì chúng ta cũng sẽ gọi đã ha. Mình gọi V là biến cố một người đứng ở vị trí số 1 và người kia đứng ở vị trí cuối cùng, được chưa? Các bài trước là chúng ta hay gọi là biến cố A rồi biến cố B, câu A là biến cố A, câu B biến cố B. Nhưng ở bài này thì do là chúng ta có anh A và anh B, cho nên nếu mà chúng ta đặt biến cố A thì nó hơi dở quá ha, nó trùng với A nào không có hay. Cho nên là mình gọi biến cố U và biến cố V, được chưa? Thì mình gọi V là biến cố một người đứng ở vị trí số 1 và người kia đứng ở vị trí cuối cùng. Thì cái số phần tử của biến cố V chúng ta tính bằng cách nào? Thì mình có hai cách xếp, đúng không? Thứ nhất á, là mình có hai bước xếp. Thứ nhất là mình xếp anh A đứng ở vị trí số 1, anh B đứng ở vị trí cuối cùng, hoặc
mình xếp anh A đứng ở vị trí cuối cùng, anh B đứng ở vị trí số 1, đúng không? Mình xếp anh A và anh B vô trước, được chưa? Anh A và anh B mình xếp vô hàng trước. Là mình có hai cách để xếp anh A và anh B. Rồi sau khi xếp anh A và anh B xong thì chúng ta còn lại 8 người, đúng không? Còn lại 8 anh. Bây giờ mình mới xếp 8 anh này vô, xếp 8 người này vô trên giữa, đúng không? Là mình có 8 giây thừa chứ nữa, được chưa? Xếp 8 anh này vô trên giữa anh A và anh B thì mình có 8 giây thừa cách. Vậy thì tất cả là có 2 nhân cho 8 giây thừa cách xếp, đúng không? Hay nói khác là số phần tử của biến cố V là 2 nhân 8 giây thừa. Rồi có số phần tử của biến cố V rồi, chúng ta đi tính xác suất của biến cố V ha, sẽ bằng số phần tử của biến cố V chia cho số phần tử của không gian mẫu. Chúng ta được 2 nhân số phần tử của biến cố V là 2 nhân cho 8 giây thừa, số phần tử của không gian mẫu là 10 giây thừa. Và mình rút gọn cũng tương tự như vậy các bạn, không cần bấm máy tính đâu. Thì 10 giây thừa sẽ bằng 10 nhân 9 nhân cho 8 giây thừa. Được chưa? Lúc này 8 chia 8 hết. Rồi 2 phần 10 là chúng ta rút gọn là 1 phần 5, đúng không? 5 chia 9 là 45, vậy chúng ta được 1 phần 45. Được chưa? Chúng ta được 1 phần 45. Rồi, mình đã tính số phần tử của biến cố V rồi. Bây giờ mình kết luận thôi, đúng không? Kết luận là vậy, xác suất sao cho một người đứng ở vị trí số 1 và người kia đứng ở vị trí cuối cùng sẽ là 1 phần 45, đúng không? Rồi chúng ta xong bài tập 7. Rồi chào các em, hẹn gặp lại các em ở video sau.